Đầu tiên, con thể hiểu đó là mối hào hào. Anh cảm ơn em. Và anh có hoa quả và trứng. Anh thôi. Anh ăn tàu chúa tàu là ngon nhất. Ngon. Ngon quá. Táo và muối. Muối gì ạ? Anh không biết để lại cái gì? Để anh ăn thử. Nhưng mà anh không biết để lại cái gì? Nhưng mà cũng ngon. Cũng muối điểm tiếp theo. À, tại sao nhỏ này chua? Anh không thích đam điểm. Cắn. À, chín điểm và cái này là ối. Rất ngon. Cũng mùi điểm và trứng. Hả? Trứng gì đấy? Ôi trời ơi, anh no rồi.